Con mày mí ma mà tại thua, thú vẻ. Hôm nay đi cúng dân tộc trên này. Lúc mà nó chơi vừa dĩ đi. Đang đông vui. Tập thể anh em dân tộc trên này họ hàng người ta ra. Ra làm cúng. Con nhìn nó đi. Mặc cái tên luôn đâu. Cái quả em phát phát cái quả bên có thể thêm mà thêm mà theo YouTube của mình mà đồng lắm các bạn. Con nó là cái củng cố nói mình nó có những một tuần nào là một nhịp mà để bảo đi nó tiếp xúc đây là những là cái tuần cá nha bạn nhé. Chả tin nuôi xin đấy chú này u lừa, chị u lừa, mỗi hộ gia đình. Đây nín mà gặp quả má bây á. Các ông của tuyên ra. Phải nín phụng nó cho nó, hóa thằng nó để mua cái chun nồi này, mua cái chun nồi. Đi mày mang cái xôi một rượu này. Ipon cái tuần năm cái tuần vậy. Cầm đi. À đi này. Mày ơi. Nên đã bừng lên chứ. Thế này cái tè. Cứ nó. Cái đồng vui. Nó quá, không phải. Các con chi vậy? Không phải. Mà cứ cái này bún như tiệt luôn đi đâu, không ông nhà làng, đội trưởng của người dân tộc trên này, hàng nha. Mẹ ông Kim ở đây, tao có thưởng một cái sữa dựa vào sớm thật. Nhà Kim này, ôi, này. Tao với mày dựa. Ôi, em mày ông. Mà cứ đi đi ông quỷ quỷ cái gì đó. Ai ông. Lâu lắm. Cô phi lê cô phải yên uống cô rồi. Này bà bếp rượu này. Nướng gà uống rượu rồi. Đã chưa? Sơn Châu đây. Đấy, nào. Đây. Đây bạn nhé. Cái này tôi cũng phải là cái giá phải. Đây, anh em uống. Sao? Đúng rượu thôi nha. Các bạn thưởng thức nhá. Quá em bẻ cái nào. Đi ăn uống nhờ. Ôi, ông uống nhiều chưa uống. Ôi, ông già nó nạt quá, tí qua đây rồi. Nhìn bạn uống rất là ngon. Sơn có nó eo này. Sơn nó cái linh kia mà, nó cái là sáng mà. Tao mà nó khăn phúng cái là thổ đó. Nó bây giờ chắc khăn đi đi. Nhìn mình cái tối rồi nè. Còn nét khăn nó bỏ khuôn đi có ai lý kì đi. Tù tẻ trả lời kì đi ra thông dưới thử khuôn đối với này. Không có ai nữa.
Bây giờ là rót rượu nhá các bạn nhá. Em đang rót rượu thôi, tôi không có chỗ ngồi đông quá. Phân làm đi. Thế nó thế này làm nó thế này to. Nó bé à? Mẹ gì đã? Ủa, không có chỗ rồi. To. Nó đi với nhà gì đâu? Được à? Quay đó đó. Nghe bạn nha. Chuẩn bị chén. Cần đến lúc chén à? Nghe bạn nha. Tôi làm hai cái luôn. Cho chất đây. Nick hai cái cho nó phê. Nhưng mà xin lỗi, đây là không phải là rượu Etilit mà là nước ngọt thôi. Khổ quá. Hôm nay chính phủ nó cấm uống rượu bia nên là ở đây không ai cấm uống rượu bia. Ai cái chậm mày chưa? Bây giờ là cá nhá. Ăn luôn. Đâu? Đâu cả. Khai á? Chơi luôn. Nghe là mời các bạn ăn cá mắm cùng nhá. Đó, rất là vui. Có lẽ đây là video mình kết thúc tại đây thôi, tại vì không có tay để cầm cái sầu châu, đang rất chi là bận. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Mình sẽ quay video tiếp theo phần 2 trong cái dịp tới cho các bạn xem. Xin chào các bạn.